tìm được châu Phi và chốt vô địch cho Hàn Quốc là Esports. Ở cấp độ 6 thì Kalista và Rata cộng với lại Mao Cao Rambo là những cái vị tướng có khả năng dứt điểm đối phương cực kỳ nhanh khi đối phương đứng ở dàn trước như thế. Và nhìn vào đội hình của Weibo thật ra cũng không phải là dạng mà chống chịu thực thụ nữa. Thực ra tôi đang cảm giác là Gen.G đang muốn cho châu Phi đánh Osmolder này theo cái kiểu là đánh như thế khi nào đối phương phải ban đi thì thôi ý. Thì nó cũng sẽ là một lợi thế về ban pick giai đoạn về sau. Nó cũng giống như là chất tướng Odin Soul khi mà nó đang meta, nó bắt buộc phải cấm đi khi mà gặp châu Phi vậy. Nhưng ở ván thi đấu này cảm giác được thực ra cái combo mà Jinx và Poppy ấy, mà Poppy lên huyết chảo kết hợp với Jinx sát lực cũng là một combo đánh ở giai đoạn early và mid game rất là mạnh về khả năng dồn sát thương nha, không phải là yếu đâu. Hành trình tìm kiếm thắng lợi đầu tiên dành cho LCK ở tại Chung kết Thế giới 2024 hay sẽ là một khởi đầu hoàn hảo của LPL sau 3 trận đấu? Chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu giữa Gen.G, họ bên phía đội 1, đối thủ của họ Weibo đội 2. Weibo còn đang nắm giữ một cái danh hiệu là Á quân thế giới. Còn Gen.G thì là đương kim vô địch MSI. Đều là những cái tên cực kỳ sừng sỏ trên đấu trường chuyên, đấu trường quốc tế ở thời hiện tại. Weibo có một cái gọi là cái ngăn chặn châu Phi farm khó, nhưng vấn đề mà Gen.G phải đối mặt vẫn có, đó là một con Smolder ở giai đoạn này cực yếu trong những pha giao tranh trực tiếp với đối phương. Đồng ý. Để xem họ làm như thế nào. Ba thành viên Gen.G ăn rất nhanh sau đầu tiên, sử dụng trừng phạt luôn để nếu như đối phương can thiệp thì họ chạy. Tại sao nó đứng ở phía trên, đang từ từ di chuyển chung theo một hướng với lại Chris và Lai. Chris đang đi bộ vào hai sâu cho Gen.G, vẫn còn một Kenyan vẫn đang nấn ná lại, giật bắn không thành công. Lee Hen đang cố gắng đứng đợi để có gì dắt Kenyan về. Kenyan đã ăn xong ba sâu. Sahu đang bắn nhưng mà sát thương tôi nghĩ là khó mà có thể dứt điểm được. Kenyan vẫn còn tốc biến và ta đã tốc biến để chạy về. Một tình huống không mất bất cứ một thứ gì đến từ phía Gen.G cả, chính xác là không mất bất cứ thành viên nào, họ chỉ mất đi đó là những tình huống tốc biến đến từ Kenyan mà thôi. Và trong để sát thương thì tạo không hề ngại, Sahu lướt lên thì châu Phi sẵn sàng sát thương ngược lại mà thôi, không có gì khó khăn cả. Nhưng mà chiêu cuối thì cũng chiêu cuối sẵn sàng trả ngược lại và thậm chí liên tục là có cả creep và tăng răng hỗ trợ, nhưng mà cái lượng máu thì đều là ngang nhau cho hai người chơi. Chris tấn công vào vị trí creep, anh ta sẽ bị giữ chân lại, anh ta có tốc biến nhưng không có góc để ta tốc biến và chiến công đầu cho Bay rất nhẹ nhàng, rất đơn giản dành cho xạ thủ của Gen.G để có thể có điểm trong đầu ở phút thứ 9. Một ván thi đấu nặng về macro ở ngay quãng gian đầu tiên và với chất tướng không quá là mạnh mẽ ở trong khoảng chừng vài phút đầu tiên của ván thi đấu này từ cả hai bên, thì bây giờ chúng ta mới có chiến công đầu và được dành cho rất đúng người, đó là xạ thủ Kalista của FaZe. Gen.G vừa mất đi một chiêu cuối nhưng đó là định mệnh vẫy gọi thì nó cũng không phải là một bước lùi về mặt sức mạnh của họ. Và sâu một, mạng một, rồng một, nhưng mà đánh cho đội hình như Gen.G với con Smolder này mà ăn được tất cả mục tiêu ban đầu như thế này thì quá là tuyệt vời. Rõ ràng là như vậy, và thậm chí Smolder của châu Phi còn chưa cần phải tham chiến bất cứ một lần nào cả. Anh ta chỉ có đúng một lần là ra đỡ chiêu cuối của Jinx để có thể hỗ trợ Canyon lùi về mà thôi, chứ anh ta chưa bất cứ một cái nhịp farm nào cả. Bây giờ thì dịch chuyển lên đến từ Kin. Canyon còn mấy giây nữa mới hồi lại tốc biến nha, nhưng mà Weibo liệu có tìm được Canyon hay không? Sahu vẫn chưa có khoảng trống để đi ra khu vực hang sâu, ta không đè được con Smolder. Quyết đẩy một sự giả phán quyết vào hư không, 6 sâu à. Daisy đi vào năm sau thì cũng như thế thôi, hợp chất đi loạn thả cực kỳ đẹp và Chris là người phải tốc biến bỏ chạy nhưng vẫn dính chiêu cuối quyền lực thiên nhiên. 6 sâu tuyệt vời cho Gen.G, từ phía sau lao tới, con chắc này làm được gì đây? Anh ta đang cố gắng tiếp cận một tiếng sâu của Gen.G nhưng Bay đã thoát đi. Canyon cũng tốc biến gọi mẹ, hai mạng dành cho Weibo nhưng họ cũng mất một mạng. Chris không có đủ khả năng tiếp cận vào phần còn lại của Gen.G, châu Phi tốc biến nhanh. Tôi nghĩ rằng Gen.G không quá lỗ và thậm chí họ còn hài lòng luôn đấy chứ, khi mà đó là một điểm hạ gục trả ngược lại dành cho con. Và họ vẫn đang bị gọi là lạc lõng, không biết là nên tập trung mục tiêu nào. Đường trên thì đẩy trước đến từ Breeze rồi. À bây giờ, quyết định là chọn sứ giả rồi. Chọn sứ giả đến từ bên phía của Weibo và Gen.G để xem họ khai thác rồng không. Rồng đang được ăn đến từ Canyon. Và nếu không gặp khó khăn gì thì sẽ là một con rồng hai cực kỳ là bình thường mà thôi. Và thậm chí là trụ một đường dưới luôn khi mà nó cực kỳ thấp máu. Như vậy thì sứ giả gieo Weibo vẫn không ngon khi mà bên phía Gen.G có rồng hai và thậm chí là có thể có được trụ một đường dưới mà nó còn lại còn dành cho Smolder của châu Phi nữa. Thực ra tôi đang gọi là tỷ số của chúng ta đang là 2-2 và tiền thì Weibo nhỉnh hơn. Nhưng mà chúng tôi sẽ rất xin lỗi các bạn nếu như mà chúng tôi cảm giác là Gen.G đang là đội có rất là nhiều ưu thế. Rồi, sứ giả được kích nhanh ở đường giữa. Weibo quyết định là phải đẩy nhanh tốc độ ban đấu cách tốt nhất, phá trụ, chấm dứt giai đoạn đường. Trụ một đầu tiên của ban đấu dành cho Weibo. Sau đó thì Lai leo lên sứ giả chạy xuống cánh dưới. Weibo cố gắng kéo con rồng ra nhưng mà nó sẽ hết kiên nhẫn và quay ngược trở lại. Chris đang có pha tạt cánh.
Chovy dịch chuyển về chung với đồng đội của mình. Weibo sẽ ăn cua trước. Rồng vẫn đang ở trước mặt của cả hai bên. Đội hình Genji đang tập trung về thành một khối, đang có pha dịch chuyển tập hậu từ Brit. Anh ta đã có mặt phía sau đội hình của Genji, nhưng ngay lập tức Chovy có mặt để đẩy lui đối phương ra một nhịp. Nhưng vị trí đứng của Brit đang vẫn nguy hiểm. Sư gia bắt Brit đẩy Kenyan ra, không có cạnh tranh trừng phạt. Mưa tên lửa được rải, đó là Rồng dành của Weibo, nhưng họ mất khá nhiều máu của Sahu. Họ đang phải lui về, Kenyan đã quay ngược trở lại. Chris đang che cho Sahu, Kim tiến lên, Chris tiến vào, nhưng mà ta chỉ làm choáng được một người là bay mà thôi. Lehen bảo kê bay thành công, lượng máu Genji trong hàng rồng là thấp, nhưng Chris đơn độc, Chris bị tấn công, Chris nhảy tới nhưng không tìm được bay. Mà hàng cục tiếp theo xả thủ của Genji, Lehen và Kenyan đang kẹt lại trong hàng rồng, cả hai đều có tốc biến để có thể chạy. Kenyan là người bị làm choáng lại, ôm tiếp vào người của Chris. Chovy đứng phía trên cái sát thương Kenyan, cuối cùng cũng tốc biến. Lehen bắt tay thành công cùng tốc biến, nhưng ta là người nằm xuống. Genji cũng mất một người. Nỗ lực đến từ phía Genji để có thể giành giật lại những điểm hạ gục trong tình huống vừa rồi. Và họ chỉ tìm thấy Breeze mà thôi. Họ phải ăn con rồng rất nhanh. Ăn được một thằng Lucian 300 ý lớn rồi, không gì khó khăn cả. Cộng thêm một con Ivan đứng búp liên tục ở đây nữa. Đường giữa thì Lai vẫn đang phòng ngự tốt. Và chúng ta bắt đầu thấy cái độ, chính là cái sự khó chơi của đánh với phía Genji rồi. Khi họ liên tục bị cấu diễn. Mở Baron. Genji quyết định mở Baron. Khi mà tốc biến canh nhân đã hồi lại, Breeze sẽ lấy tầm nhìn trước. Sứ giả phán quyết gồng, anh ta nhắm về phía Kenyan. Kenyan né được, Kenyan vẫn ở trong hang Baron. Nhưng ăn Baron xong, góc chạy Genji như thế nào? Họ có một cái hợp chất điên loạn để rút lui. Họ cô lập được Rit, nhưng Sahu đang đứng cao, bắn thanh trường rất đẹp. Rit câu được rất nhiều thời gian, tốc biến ra phía sau an toàn. Weibo đang từ từ tiến lên, Sahu vẫn đang bắn cực kỳ lực. Kim bị làm choáng, cái cú cánh này không cứu được Kim. Rit tiếp tục tràn vào, Genji đang gặp khó khăn, họ mất hai người rồi. Bay thả diều phía bên này, Kenyan lao lên ôm. Khả năng dứt điểm của Chovy sẽ được kích hoạt ngay bây giờ vào Tarzan. Điểm ba gục vẫn có cho Genji, họ có vụ lợi Baron, họ giữ được ba người và họ vẫn lui về được. Bây có chạy được không đây? Anh ta đang tìm góc để có thể sử dụng cú bấm B biến về của mình được cường hóa bởi bộ Baron. Trong khi đó thì đường giữa Chovy và Kenyan sẽ đẩy. Và Bây đang có một góc vòng tương đối xa, anh ta sẽ gặp lại những người đồng đội của mình. Còn Weibo thì sao? Sahu, Light và Crip đang cố gắng chặn đường lui, họ vẫn bảo vệ được trụ bộ đường giữa. Luôn. Và dịch chuyển đánh nhịp hai đến luôn từ vị trí của Brit. Nhưng mà Kenyan không có tốc biến nha. Liệu Weibo có cắt được đường về của anh ta hay không? Hình như là cắt được, nhưng mà họ không dí tiếp, rồi. Bỏ rồi. Khi mà Weibo có được lợi thế, nhưng mà chênh lệch về tiền nó chỉ tầm chưa tới 2.000. Còn Genji thì đã có khả năng dứt điểm đến với con Smolder, một vị tướng mà 300 sách rồi. Căn bản là càng đánh lâu thì càng mạnh. Quyền lực thiên nhiên ép góc, mưa tên lửa cũng được sử dụng. Lai đã được che chắn khá nhiều sát thương, nhưng đội hình Weibo vẫn phải lui về. Chovy gọi mẹ, Tarzan là người nằm xuống, với Bay là người dứt điểm. Có cả trụ lẫn mạng, Vua Lê Baron vẫn còn mười mấy giây nữa. Genji vẫn đang tiếp tục tiến vào. Sư gia phán quyết chẳng giải quyết bất kỳ một vấn đề nào cả, và hai trụ dễ dàng cho hạt giống số 2 LCK. Rất tốt đến từ phía của Genji để có thể tận dụng một nhịp giao tranh vừa rồi với tất cả các chiêu cuối đầu tư đúng chỗ và bắt được vào vị trí của Tarzan. Như đã nói, khi Tarzan nằm xuống tiếp à, không ai bảo kê được cho các thành viên của Weibo Gaming cả, họ bắt buộc phải rút lui mà thôi. Và ở đường trên thì Brit cũng đã khai thác được dịch chuyển chặn đường. Ui, con Lucian này lực thật sự, nhưng mà sao không chừng anh ta đang cầm hai súng chặn đường về của Genji, nhưng mà nhìn nó nguy hiểm. Brit đến rồi, đây gọi thêm anh em tới mới được. Rồi, cũng có dịch chuyển trả lời từ bên phía của Genji. Sau hồi cuối cùng cũng đã hội quân cùng một hướng với đồng đội của mình. Nhưng Kim từ phía bên hông tạt tới, tóc biến lao vào đốt Lai. Ông đốt cháy và Lai đã bị shut down với Chovy. Kenyan đấm hai người, Kim vẫn đang đốt tiếp. Sau hồi lướt đi, nhưng Brit thì không thể thở được nữa rồi. Double kill cho Smolder trong tay Chovy. Một tình huống bên phía Weibo cố gắng 7 chặn đường lui. 5 4 3 tự hủy được không đây? 2 1 gọi mẹ mà trúng là Sahu cũng dễ đi luôn đó. Nhưng mà Chovy đang từ tốn, thấy đằng sau không còn đường về nữa. Mẹ được gọi, Sahu né được thanh trừng trả, ngược lại bắn rất đau. Chovy chạy đường hôm nay còn 100 máu, đổi người bay tới và shut down cho bay. Và không lấy được thêm bất cứ gì đến từ Sahu cả. Rất nỗ lực đến từ người chơi đường giữa Weibo, nhưng ở nhịp bọc đầu anh ta không có thanh trừng. Cuồn mất đó. Anh ta không có thanh trừng thì anh ta chỉ có thể đứng đó và lướt qua lướt lại mà thôi. Cũng rất là tàu lượn đấy. Nó cũng tàu lượn, rất đúng tàu lượn đấy. Ta cảm giác được vậy, vì đây là màn trình diễn mà tôi đánh giá hai đội đều đang đánh tốt. Nhưng tới thời điểm hiện tại, Genji bắt đầu vượt lên. Thực sự nha, vượt lên mà thực sự. Đó không phải là cảm giác như giai đoạn ban đầu nữa. Đây là rồng bản lề, họ đã có 3 rồng nguyên tố. Và họ đang có được một cái khoảng lợi thế. Thì tôi nghĩ rằng tầm này một cái dây chuyền trục tội đến từ tăng rằng là quá ít. Nhưng mà Genji tôi nghĩ rằng nếu như họ không có tốc biến của Chovy thì họ không tiến ra Baron được. Ít nhất trong khoảng thời gian này sẽ là lúc mà Weibo sẽ có quyền chủ động một chút. Bắt đầu có giao tranh rồi, Lehen đã tốc biến, anh ta vẫn dính rễ rắc rối. Chris tiến tới, Sahu bắn.
hấp chết đi lần được thả nhưng Len không thoát được cú cảnh. Tôi nghĩ là không cứu được anh ta, nhưng định mệnh vậy gọi thì có. Brick lại tiếp tục bị cô lập, anh ta bị hất tung, anh ta không có được điểm hạ gục nhưng đã có hưng phấn dành cho Lai. Lai đang bắn tiếp vào Canyon, bắn được điểm hạ gục tiếp theo cho Sahu, nhưng ngay lập tức Chu Vi cũng câu trả lời. Wow. Mỗi bên có được hai mạng nhưng NG vẫn đang tự tin tràn tới một nhịp nữa. Họ nhìn thấy Sahu nhưng con Lucian vẫn lướt về được. Nhưng đó là một cái trích lỏ, một cái trích lỏ từ Len. Anh ta cứu cánh và sau đó được Pay kéo về. Câu cái cứu cánh đó không đốt được cái lượng máu của anh ta và lại không kích hoạt được cái hưng phấn của mình. Và mãi khi mà bên phía của Weibo cũng có người thấp máu rồi thì Len mới nằm xuống, lúc đó hưng phấn đã là quá muộn. Nhưng mà giờ thì NG không có trừng phạt nhưng Weibo thì có. Họ chỉ có cái giày vò mà thôi. Sahu ở vị trí cực kỳ đẹp, anh ta đang bắn vào hai xà thủ Genji nhưng hai xà thủ Genji cũng đã trả ngược sát thương trở lại và Sahu bị bay đánh và anh ta gục ngã. Nhưng Lai cũng có được sự hưng phấn khi dứt điểm được Kin, không ai ăn được Baron cả. Anh ta đang có liên tục những cái góc tạc để có thể thanh trừng nhưng pha thanh trừng này nó đủ đau hay không? Lehen là người mất máu cũng khá nhiều. Sư già Phan Quyết đẩy vào tìm được ai hay không, tìm được Chu Vi nhưng mà cũng không có góc để có thể tiến vào. Tuy nhiên Lehen vẫn mất nhiều máu, đang có nhịp để Weibo chạy thẳng vào Baron. Tốc độ ăn Baron của họ khá nhanh, Canyon không có tốc biến. Anh ta đang đi bộ về phía khu vực hàng Baron, thả quyền lực thiên nhiên vào, Chu Vi gọi mẹ làm mềm. Baron dành cho Weibo nhưng mà Chris mất máu nhiều quá và anh ta bị hạ gục rồi. Red chưa có góc tiếp cận, Bay vẫn đang tiến lên. Anh ta đẩy Lehen tới nhưng mà Lehen mất máu nhiều. Thả một hộp chất điện loạn chắc là không tìm được ai. Phía bên này Red tiếp cận vào sử dụng pha phản đòn của mình làm choáng ba người nhưng không có ai lao theo cả. Chu Vi vẫn bắn tiếp tục có mạng, anh ta có double kill và đội hình của NG vẫn có đủ sát thương nhưng mà Chu Vi lao và Chu Vi nằm xuống. Pha tốc biến lão của Chu Vi khiến ta trả giá. Một tình huống ba đòn đánh thường cuối cùng của Chu Vi không đủ sát thương để hạ gục lại và người nằm xuống cuối cùng lại là Chu Vi trong tiếng vừa rồi. Và đấy rồi, bên phía Weibo vẫn có thể rút lui được với hai người còn bùa đá Baron trên người. Còn Genji thì sao? Họ đang muốn hướng tới con rồng lửa và sẽ không thể nào mất được con rồng này khi mà Tắc Răng vẫn đang còn hơn 20 giây nữa trên bản đồ. Chiêu cuối của Live vừa được bắn vu vơ ở một khu vực nào đó. Pha tính toán sát thương bị thiếu của Chu Vi. Anh ta nghĩ rằng tốc biến lên và quy đánh thường có thể dứt điểm được Live nhưng mà người nằm xuống là đường giữa của Genji. Khi nếu không là họ chỉ mất đúng một mình Lehen mà thôi. Và chỉ cần một tiếng di chuyển lỗi mà thôi, bất cứ ai cũng sẽ phải nằm xuống trong một chớp nhoáng. Vừa rồi thì Lai đã kịp thoát. Wow. Đau quá rồi, Rumble tăng tiến sức mạnh. Giai đoạn sau này nó còn mạnh hơn giai đoạn trước. Bị nộp cái này nhưng bắp cái kia. Brick cháy gần đen người luôn rồi. Rồng ngàn tuổi đã ra. Như vậy là Baron và rồng ngàn tuổi hai thứ có mặt trên bản đồ cùng một lúc. Lehen tốc biến bắt tay đổi cái tốc bay của Chris. Trong khi đó thì Brick về được không? Brick về được không? Về được rồi. Anh ta sẽ dịch chuyển ra ngay chứ đúng không? Đâu có thời gian để đợi đâu. Bắt người dịch chuyển vào đâu đây? Có một con mắt ở phía trên. Rất nhiều giáo của Bay đang găm vào rồng ngàn tuổi. Pha này là then chốt luôn, mưa tên lửa rải rất là đẹp. Bắt tay thành công, ngắt sư già Phan Quyết. Chris đã phải di chuyển về. Chu Vi gọi mẹ. Chris lao vào sau hung xả trừng thì phía trên xuống rồng ngàn tuổi dành cho. Rồng ngàn tuổi dành cho Genji thì làm gì còn cơ hội cho Weibo nữa. Hết rồi. Hết thật sự cho đại diện LPL rồi. Hết rồi, không còn gì để nói nữa. Một tình huống mà Len là anh hùng của Genji trong tình huống vừa rồi khi đã hủy được cú sư giả Phán Quyết và sau đó trả lại một cái chiêu cuối rất đẹp, giữ chân được những thành viên chủ chốt đến từ bên phía Weibo Gaming. Và thậm chí đó còn là tình huống mà cá nhân không cần ở trong hang rồng để cạnh tranh trừng phạt. Kin ăn. Kin ăn luôn. Với những ngọn lửa đến từ Kin, ngọn lửa đến từ Châu Vi và sự bất lực đến từ các thành viên Weibo Gaming khi 45 phút thi đấu và con Smolder hơn 500 stack đến từ Châu Vi lên tiếng. Tất cả mọi thứ đến từ Genji đã giúp cho LCK có được chiến thắng đầu tiên trong ngày hôm nay. Nhưng phải nói là Weibo đánh hay hơn tôi nghĩ khá là nhiều. Họ cũng đã dồn ép được một Genji đánh chắc chắn đến tầm 45 phút. Cũng là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của hạt giống số 4 LPL. Nhưng ngày hôm nay, nền tảng tinh thần của bên phía Genji vẫn rất vững.